Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mạch điều khiển chúng ta sẽ cùng test. Ta sử dụng LED matrix, các thanh ghi, bộ nhớ ROM và bộ đếm. Ở đây trong chương trình này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách thực hiện cái mạch này, cách đấu nối của các thanh ghi với nhau và giữa thanh ghi với lại LED matrix. Và một điều quan trọng là chúng ta sẽ xây dựng cái bản dữ liệu ở trong bộ nhớ ROM để chúng ta điều khiển được cái LED matrix này. LED matrix của chúng ta gồm có 9 hàng và 27 cột, và ta sẽ dựa vào cái bản này để chúng ta xây dựng cái bản số liệu trong bộ nhớ ROM. Và tất cả những nội dung nêu trên sẽ được tôi trình bày chi tiết trong video này. Các bạn hãy theo dõi xuyên suốt video thì các bạn sẽ hiểu rõ và sẽ thực hiện được cái mạch này. Các bạn hãy đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Bây giờ ta mở phần mềm Logisim lên. Ta lấy LED matrix ra để chúng ta điều khiển. Và LED matrix của chúng ta sẽ có 9 hàng và 27 cột. Ở đây khi chúng ta hiển thị đầy đủ các số thì nó sẽ như thế này. Bây giờ ta đi khai báo cho LED của chúng ta. LED của chúng ta có số cột là 27 và số hàng là 9. Tiếp theo ta sử dụng bộ nhớ ROM để chúng ta điều khiển. Và ở đây ta sẽ điều khiển cho 27 cột của LED này thì ta chỉ cần số địa chỉ của bit là 5, vì ở đây 5 thì sẽ có 32 địa chỉ để chúng ta điều khiển. Và data bit của chúng ta khai báo là 9, bởi vì ở đây cột của chúng ta sẽ có 9 bit. Tiếp theo là ta sử dụng bộ đếm để chúng ta điều khiển ở bộ của bộ nhớ ROM này. Ta sử dụng counter. Và bộ đếm của chúng ta sẽ có data bit tương ứng với ngõ vô là ta khai bố là 5. Và để điều khiển cho bộ đếm thì ta sẽ dùng sum clock để chúng ta điều khiển. Và ta sẽ sử dụng thêm một nút nhấn để chúng ta reset bộ đếm. Ở đây là nút nhấn của chúng ta để reset bộ đếm. Tiếp theo ta sẽ dùng các thanh ghi để chúng ta lưu trạng thái của các cột này. Ở đây ta có tổng cộng là 24 thanh ghi. Ta sẽ chia thành 3 hàng. Ở đây. Và thanh ghi của chúng ta, số lượng data bit của chúng ta là 9. Ta sẽ copy cái thanh ghi này ra. Ta sẽ bố trí thành 3 hàng. Mỗi hàng chúng ta sẽ có 8 thanh ghi. Tức là ta có tổng cộng là 24 thanh ghi. Bây giờ ta sẽ đi kết nối các thanh ghi này với LED matrix cũng như là bộ nhớ ROM với LED matrix. Bây giờ ta sẽ đặt tên
cho có thanh ghi này để chúng ta kiểm soát được kết nối. Ở đây là 4. Tương tự là nam. Đây là R6. Vân vân, và cuối cùng ở đây là R24. Tức là cắt ngõ ra, ở đây ta có 27, led của chúng ta sẽ có 27 chân. Ta sẽ gồng kết nối chân đầu và chân cuối, cộng lại 25 chân. Thì mỗi thanh ghi này sẽ được đấu nối, sẽ được kết nối vào một chân theo thứ tự, và chân đầu tiên là ta sẽ lái từ cái bộ nhớ ROM này. Ở đây ta sẽ kết nối cho các thanh ghi này trước. Ở đây bắt đầu từ đầu vô của thanh ghi R1 sẽ được kết nối với đầu ra của bộ nhớ ROM. Và tương tự, đầu ra của R1 ta sẽ nối vào đầu vô của R2. Và tương tự, đầu ra của R2 ta sẽ nối vào đầu vô của R3. Và đầu ra của R3 ta sẽ nối vào đầu vô của R4. Và đầu ra của R4 ta sẽ nối vào đầu vô của R5. Đầu ra của R5 ta sẽ nối vào đầu vô của R6. Và ta sẽ làm tương tự cho các thanh ghi còn lại. Ở đây của chúng ta là R7. Ta cũng sẽ nối tương tự cho các thanh ghi còn lại. Và ta sẽ kết nối lần lượt các thanh ghi với nhau theo quy luật này. Và để tiết kiệm thời gian cho các bạn, tôi sẽ quay nhanh việc kết nối này. Và cuối cùng là ta kết nối cho thanh ghi R24. Ta sẽ nối kết nối giữa bộ đếm và đầu vô của bộ nhớ ROM. Ta sẽ kết nối các xung clock để chúng ta điều khiển. Kết nối xung clock cho bộ nhớ ROM. Và ta kết nối cho counter. Và cũng tương tự, ta sẽ kết nối các chân clock của thanh ghi này với xung clock. Ta sẽ kết nối tương tự cho các thanh ghi này.
Tiếp theo, ta sẽ đi kết nối các thanh ghi và đầu ra của bộ giá rôm này với led matrix. Và đầu ra của các chân của các thanh ghi từ R1 đến R đến R24 sẽ được kết nối theo thứ tự vừa các chân của led matrix. Tiếp theo ta sẽ kết nối R1. R2. Đây là R3. Ta sẽ làm tương tự cho các thanh ghi còn lại. Vậy là chúng ta đã kết nối xong mạch logic này và bây giờ chúng ta sẽ nộp dữ liệu vào bộ giá rôm để chúng ta chạy mô phỏng. Ta sẽ cho chạy mô phỏng. Ok, mạch của chúng ta đã hoạt động tốt. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất của cái mạch này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước về cách thiết lập các bản dữ liệu để chúng ta nộp vào bộ nhớ ROM. Và nếu các bạn thấy kiến thức mà tôi cung cấp cho các bạn là hữu ích thì hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lập cái bản này. Ở đây ta sẽ có, khi chúng ta hiển thị trên lấy bởi đoạn thì nó sẽ như thế này. Và ở đây để có được các số này thì ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là ta có cột
Để hiển thị là đầu tiên ta hiển thị cột này trước. Tức là khi mà lấy xuất hiện á, thì nó hiển thị từ cột này rồi đến cột này. Và tiếp theo như vậy. Và ở đây ta có data bit là 9. Và các số ở trong cái bảng này là ở số hết. Nên ta sẽ chuyển các số này sang số hết. Chuyển các bit này sang số hết như sau. Ở đây ta gọi là cột đầu tiên đi. Ta sẽ có là 00. Ở đây ở biểu diễn ở dạng binary là 001. Số 0 đầu thì ta bỏ, tiếp tục là số 1. Tiếp theo là 3 số 0, 1, 2, 3. Tiếp theo là 2 số 1, 1, 1. Và số 0 cuối cùng thì ta sẽ lấy 0. Và ta đổi sang số hết là ta có số 46. Và các bạn cũng làm tương tự. Ở đây tôi ví dụ cho cột thứ 2. Cột thứ 2 thì ta có số 0 đầu tiên ta bỏ. Ở đây ta có số 1, 3 số 0, 0, 2, 3. Tiếp theo là số 1. Và đây là số 0. Tiếp theo là số 1 và cuối cùng là số 0. Khi đổi sang số hết xa thì ta có là 8A. Và các bạn cũng làm tương tự cho các cột cộng lại. Ở đây ta có cột này ta có số 92. Cột tiếp theo cũng là 92 và cột tiếp theo là 62. Và ở số 0 thì ta cũng làm tương tự. Ta có cột này là 7C đến 8A, 92, 2A và 7C. Tương tự các số 2 còn lại này thì các cột này nó cũng như nhau. Ở đây ta sẽ copy. Và bây giờ việc của chúng ta là chúng ta sẽ nhập các số này vào bảng dữ liệu. Ở đây ta clear cái này đi. Ta sẽ edit cái bảng dữ liệu này. Và ta bắt đầu nhập bảng dữ liệu này như sau. Ở đây ta bỏ cái địa chỉ đầu tiên. Tức là khi chương trình bắt đầu hoạt động thì số đầu tiên, cái hàng đầu tiên ta chưa cho xuất hiện. Bây giờ đến ô địa chỉ. Đây là ô địa chỉ số 0, đây là ô địa chỉ số 1. Ở đây ta sẽ nhập vào là 46. Tiếp theo ta sẽ nhập vào là 8A. Tiếp theo là 92. Tiếp đến là 92. Và là số 62. Ta sẽ bỏ một ô trống. Ở đây là ta sẽ bỏ cái ô này, ô ngăn cách giữa các số. Và tiếp theo ta nhập là 7C. Tiếp tục là 8A. Tiếp tục là 92. A2 và 7C. Ta sẽ bỏ một ô trống và ta sẽ copy dữ liệu của cái số 2 này. Chỗ này là 7C. Và ta sẽ copy dữ liệu của bảng số 2 này, gồm có 5 số.
ta bỏ một ô, ta dán dữ liệu này vào, và số 2 cộng lại ta cũng làm tương tự, ta sẽ bỏ một ô và ta dán dữ liệu này vào. Bây giờ ta sẽ lưu cái bảng này lại. Ở đây ta sẽ đặt tên là 2022 test. Và bây giờ ta sẽ vào chương trình để ta load cái dữ liệu này vào để chúng ta chạy một vòng. Ta load file 2022 test vào. Bây giờ ta sẽ tiến hành chạy mô phỏng. Ok, vậy là chương trình của chúng ta hoạt động tốt. Và để giúp cho kênh ngày càng phát triển, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi và để tôi có động lực ra những video mới hữu ích và chất lượng hơn để phục vụ các bạn. Và nếu các bạn có thắc mắc gì hay có chỗ nào chưa rõ thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Và tôi cũng rất muốn đọc được những bình luận của các bạn. Video này chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.